Bản quyền phim Full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Hỏa Cổ. Tập 20. Hôm nay nhìn cô rất đẹp. Hôm nay thôi, không tin anh được mà. Cảm ơn mọi người vì thời gian qua rất nhiều. Nè Bros, Celine, hai người đừng cãi nhau nữa có được không? Đừng vì bất cứ điều gì mà bỏ rơi nhau. Hai người đều vô cùng may mắn
khi được ở cùng với người mình yêu cho tới mãi mãi. Đó là những gì mà tôi mong muốn. Đó cũng là lý do để tôi cố gắng rời đi một lần nữa. Biết đâu tôi có thể lại được gặp mẹ của tôi. Và nếu nói trong thời gian ở đây tôi đã học được điều gì, đó là niềm hạnh phúc thật sự là được ở cùng với người mình yêu tới mãi mãi. Hoặc chỉ trong một thời gian. Anh chỉ cần nhích tới một chút nữa thôi. Anh chỉ cần nói anh có cảm giác gì với chị Jane là được thôi. Việc này dễ dàng mà, đúng không? Nhưng mà bây giờ làm vậy để làm gì nữa? Vì chị Jane sẽ sang thế giới bên kia sớm thôi. Anh vẫn sẽ tiến tới dù biết là sẽ không có thứ gì gọi là mãi mãi cho cả hai chứ. Nghĩ kỹ đi, go. Nhưng người ta đâu thể nào ngăn trái tim mình thổn thức vì một người khác được, đúng không? Có vẻ như anh rất chắc chắn đó. Một chút. Jane. Sao vậy? Edward à, lại đây chúng ta tập luyện đi. Sao vậy? Edward à, không sao chứ? Tập luyện để sau đi. Mọi người cứ nghỉ ngơi. À, được rồi, vậy cũng được. Nè, sao vậy? Không có tâm trạng hả? Cất vô đi, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Tôi đi lấy thứ ăn nhẹ nha. À, được rồi, để tôi dọn cho. Được rồi. Edward. Có chuyện gì vậy? Không phải anh đã nói đời rất ngắn, nên là sự tồn tại của tôi dinh thự Thường Xuân lại càng ngắn ngủi hơn. Chính xác là 14 ngày. Vì vậy tôi đã quyết định là tận dụng hết quãng thời gian này. Tôi sẽ dùng những ngày còn lại để được ở bên cạnh Mon Mon, ở bên cạnh người tôi yêu. Và tôi sẽ làm tất cả những việc chưa làm được khi mà tôi còn sống. Như là được hạnh phúc. Dì cứ nghĩ là con quyết định rời đi rồi đó chứ. Điều gì đã khiến cho con đột nhiên quyết định ở lại đây vậy Jane? Dì Diana, xuyên suốt cuộc đời con, những hành động và quyết định đều được lên kế hoạch. Nên lần này con muốn bốc đồng hơn. Cứ việc tùy ý mà bước đi thôi. Có phải là con định hàn gắn với ba của con không vậy Jane? Đó không còn là ba của con nữa. Con đã kết thúc những ân oán, con đã đặt xuống tất cả rồi. Vậy nếu lý do khiến cho con ở lại đây không phải là thù hận, thì đó chắc
Mọi người, anh thấy cái này chưa? Hả? Tập trung nào. Chúng ta luyện tập thôi. Đi. Gì vậy? Lần này là sao nữa? Nhìn cái này đi. Còn chần chờ gì nữa chứ? Tập thôi nào. Nè, còn đang ăn đó. Được rồi, đến đây. Được rồi. Sao tự nhiên tâm trạng lại tốt lên dữ vậy? Nè, nhìn đi, thấy chưa? Chúng ta đều được đặt kính lịch rồi nè. Thì ra là vậy. Bộ loa đã sẵn sàng chưa? Alo. Đưa đây, để tôi nối dây loa cho. Rồi, được rồi, ok. Được, kiểm tra micro. Rồi. Có vẻ như anh rất là chắc chắn đó. Chơi thôi. Bắt đầu đi. Chuyện gì vậy? Edward đã trả tiền cho chiếc xe mà anh đã cho nó. Tốt rồi. Vậy có nghĩa là nó biết trả lại những gì đã nợ. Nó không nợ anh gì hết, Andrea. Anh cho nó chiếc xe đó mà, nhớ không? Nó cứ muốn anh nhận số tiền này. Anh rất tự hào về nó. Đúng. Em cũng vậy. Em cũng rất tự hào về nó đó, Robert. Rất tốt. 100.000. Vẫn còn 200.000 đó. Không có tiền lãi sao? Nè, muốn đi ăn gì đó không? Chúng ta có thể đi chơi giống ngày xưa. Ông lại muốn làm cái gì nữa đây hả? Giống như lúc làm tổn thương tôi sao? Làm sao mà bà không chịu tổn thương được? Bà luôn làm ầm ĩ lên à? Bà hành động cứ như bà vẫn đang còn trẻ vậy. Bà già rồi đó. Mà nè, khi nào mới đưa số còn lại? Kiên nhẫn chút đi. Ophelia, bà có nghe về những gì Edward đã làm chưa? Gì chứ? Nó đã trả tiền cho chiếc xe mà ông chủ đã mua cho. Đứa trẻ này thật sự rất đặc biệt, là một người có nguyên tắc. May mắn là nó đã không lớn lên thành đứa trẻ hư hỏng. Nhật mơ nhớ, sao bà không mượn tiền từ chỗ Edward? Bà đang cần tiền mà đúng không? Quán rượu và ban nhạc của nó đang ngày một lớn hơn. Có thể nó sẽ giúp được cho bà. Không đâu. Không được. Tôi không muốn chuyện của tôi làm phiền tới Edward đâu. Tôi có thể tự lo liệu được. Ý anh là hồn ma của Sen đã làm như vậy với anh, đúng không? Lúc đầu anh cũng không tin được đâu. Nhưng chính miệng Edward đã thừa nhận với anh. Bác đã chịu tin đó là Sen chưa? Ma có thật đúng không? Sau những gì vừa xảy ra, em vẫn không hiểu nổi. Rốt cuộc Edward đó liên quan gì tới Sen nhà mình chứ? Rốt cuộc thì tụi nó đã gặp nhau như thế nào? Vậy làm sao mà nó lại biết được những lá thư Sen viết cho anh? Anh đã cố gắng tra hỏi, nhưng nó cứ luôn tránh né anh. Nè anh lại vậy? Nè buông tôi ra.
Ba ơi, ba đi đâu vậy ba? À, ba đi gặp dì của chị. À, dì của chị gái con. Ba có thể nói dối để con cảm thấy tốt hơn được không? Công chúa của ba. Đừng gọi con là công chúa nữa. Con yêu, không gì có thể thay đổi sự thật là ba có một gia đình khác. Nhưng không có nghĩa là tình cảm của ba dành cho con sẽ thay đổi hay bớt thương con. Con đừng nghĩ là ba thương con ít hơn, vì ba thương con và anh chị em của con như nhau mà. Công chúa, con yêu. Con gái. Thôi mà, em ở lại đi. Không được. Hả? Sao vậy? Ba mẹ em sẽ nổi điên lên nếu họ phát hiện ra chuyện em có bạn trai hả? Em là trẻ con chắc. Không phải vậy được chưa? Vậy là sao? Hay ba mẹ em nghĩ là mối quan hệ này làm em mất tập trung vào công việc? Anh sẽ không hiểu đâu ấy. Vậy thì em giúp anh hiểu đi. Làm ơn, anh sẽ thấy sao nếu anh phát hiện mình là một đứa con ngoài ý muốn, rằng anh chỉ là một tai nạn, rằng mẹ của anh lỡ bị người ta làm cho có thai ngoài ý muốn nên luôn muốn bỏ anh. Anh sẽ cảm thấy sao hả? Anh có tin là mẹ anh luôn thương anh không? Aileen, mẹ em thương em thật mà. Đó chính xác là những gì họ vẫn nói với em. Nhưng em chưa một lần cảm nhận được tình yêu đó. Có phải là chuyện liên quan tới em trai em nữa không? Em chỉ làm cho cuộc sống của em trở nên khốn khổ khi ghen tị với cậu ấy thôi. Không thể trách em được. Em đã làm mọi thứ có thể để họ công nhận em và những nỗ lực của em. Rồi để làm gì? Edward vẫn thắng. Họ vẫn nghĩ là Edward giỏi hơn em. Bây giờ anh hiểu rồi. Em chỉ cần anh mỗi khi em cảm thấy không được yêu thương và bị đánh giá thấp thôi. Xin lỗi, em phải đi rồi. Aileen, chờ chút đã. Mày sẽ không có kết cục như vậy nếu mày chịu bắt mấy cuộc gọi của tao rồi, có biết chưa? Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi tao như vậy à? Nói tao nghe, mẹ mày đã biết cái gì rồi hả? Anh đã lừa tôi. Anh và chị Trang không phải là đồng nghiệp, mà chính là anh đã giết. Đó là những gì mẹ của mày nghĩ à? Không, không đâu. Bà ấy không biết gì hết. Mẹ tôi không biết gì hết mà. Nói cho tao biết sự thật đi cô coi. Nếu không thì mẹ của mày sẽ là người tiếp theo đó. Không đâu mà, bà ấy không biết gì hết. Tôi thề đó. Mày còn tính lừa tao tới bao giờ? Mau nói tất cả cho tao biết. Cái phong bì mà Edward lấy không phải là thứ mà anh tìm đâu. Ở trong đó là những lá thư mà chị Jane viết cho ba của chị. Mày chưa xong chuyện với tao đâu. Tìm cho bằng được cái phong bì đó. Mày có thời gian một tuần. Nếu không tìm được thì mẹ của mày sẽ là người tiếp theo lãnh đủ đó. Làm sao mà tôi tìm được chứ? Tôi đã tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà rồi. Không có nhà tôi thề. Thì rốt cuộc ai đang chịu nói chứ? Người yêu cũ hay là bản thân của cổ? Tao không cần biết mày làm cách nào để tìm được. Nhưng mà khôn hồn thì hãy giữ bí mật. Nếu không thì người xảy ra chuyện sẽ là mẹ của mày đó, có biết chưa? Và ngay cả mày cũng không thoát.
Cô coi, con đó hả? Trời ơi, con lại về nhà trễ nữa rồi. Con đi đâu vậy hả? Con ra ngoài chút thôi. Rồi bây giờ có đói không? Để mẹ hâm chút đồ ăn cho. Con không đói đâu mẹ. Cô coi, con trai à. Cô coi. Mẹ, đừng mà mẹ. Con bị cái gì vậy? Nói mẹ nghe coi. Sao con lại như vậy? Mẹ, thôi. Sao không nói với mẹ? Con đi đánh nhau nữa đó hả? Hả? Mẹ, đau lắm không? Là ai đánh con vậy hả? Nói đi. Nhưng mà khôn hồn thì hãy giữ bí mật. Nếu không thì người xảy ra chuyện sẽ là mẹ của mày đó, cô biết chưa? Cô coi, con không bao giờ chừa, đúng không? Mẹ đã dặn con phải tránh xa rắc rối rồi mà. Ôi trời ơi, mẹ có đủ thứ chuyện để mà phải lo lắng rồi. Không tin nổi. Còn nữa, đau đó mẹ. Mẹ không muốn chuyện này lặp lại. Mẹ à, chuyện gì nữa đây? Con cảm ơn mẹ. Để mẹ kiếm cái gì cho con ăn. Mày có thời gian một tuần, nếu không tìm được thì mẹ của mày sẽ là người tiếp theo lãnh đủ đó. Làm sao mà tôi tìm được chứ? Tôi đã tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà rồi, không có nhà tôi thề. Vậy rốt cuộc ai đang giữ nó chứ? Người yêu cũ hay là bạn thân của cổ? Tao không cần biết mày làm cách nào để tìm được. Nếu không thì người xảy ra chuyện sẽ là mẹ của mày đó, có biết chưa? Quán chữa lành. Thật sự cảm ơn cô vì đã giúp tôi, dù bản thân cô vẫn không ổn cho lắm. Sao mà tôi lại không ổn được hả? Thì tôi biết là cô... Chờ đã. Tôi đã vượt qua chuyện của ba tôi rồi, được chứ? Tôi quên hết rồi. Vậy còn tôi? Tôi vẫn chưa quên được cô. Hả? Tôi không thể quên chuyện cô đã giúp đỡ tôi. Giống như cách cô giúp ông Woodman đó. Còn chuyện quán rượu nữa, cô vẫn giúp ban nhạc của chúng tôi. Cô luôn đặt người khác lên trên bản thân mình. Phải chi anh biết được tôi trước đây ra sao ha? Jen, trước đây cô là ai thì cũng không quan trọng đâu. Điều quan trọng là bây giờ với tôi, cô là ai? Và cô Jen đang đứng trước mặt tôi, xứng đáng được thưởng. Thưởng hả? Tôi đã chuẩn bị một bất ngờ cho cô. Không phải cô đã nói là cô muốn tận dụng tối đa 14 ngày còn lại hay sao? Cứ để đó cho tôi. Bằng cách nào chứ? Tin tôi đi. Xin lỗi, chờ tôi chút. Được rồi. Alo. Phải, đúng là tôi. Thật vậy hả? Được thôi. Cảm ơn cô nhiều, cảm ơn. Có chuyện gì hả? Cô đợi một chút. Quên. Anh bạn à, nè, dậy đi, dậy đi. Dậy đi mọi người. Có chuyện gì vậy? Tôi cho mọi người một tin vui nè. Nhức đầu quá đi à. Mau tỉnh táo lại đi mà. Nhanh đi.
có một tin tốt. Ba chúc mừng con trai. Chúc mừng. Rồi chúng ta cùng uống đi. Ba mẹ rất tự hào về con. Cảm ơn ba mẹ. Đây là một bước đột phá lớn mà tụi con đã chờ đợi từ rất lâu. Trong tuần này nhà xuất bản âm nhạc là ông Manalo, ông ấy sẽ ghé thăm tụi con. Và tất nhiên là ba mẹ cũng sẽ được mời. Dì cũng vậy nha dì Ophelia. Sao con để người hâm mộ số 1 của con bỏ lỡ dịp này được chứ? Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Bởi vì trước đây mẹ đã không tin vào ước mơ của con. Ê, mẹ ơi, thôi đi mà không sao đâu. Điều quan trọng là bây giờ mẹ đang ủng hộ cho con. Có thể mẹ đã từng chống đối, nhưng bây giờ mẹ là người hâm mộ rồi. Mọi người đều cổ vũ cho con đó. Anton. Lần cuối cùng chúng ta đi chơi cùng với nhau cũng khá lâu rồi. Nhưng mà cảm ơn chị, em cần điều này. Từ khi phát hiện ra mấy đứa con quan của ba em thấy mọi thứ cứ như địa ngục. Kể từ lúc đó em cứ nghĩ tới thằng bé kia, cái ả ma nữ đáng sợ đó, em cảm thấy. Ba chị cũng vậy thôi, mọi chuyện cứ luôn xoay quanh Edward. Nè chị, chuyện đó thông cảm được. Rốt cuộc thì anh ấy cũng là con ruột của bác Robert, không giống như chị mà. Còn ai đang nói kìa, em đâu có khá hơn Valerie. Em đang bị ám ảnh về người chị cùng ba khác mẹ đã chết. Tưởng tượng xem, em đang ghen tị với một người đã chết đó. Thiệt hả Valerie? Em cảm nhận được con ma đó hả? Em đã nói rồi, cô ta không chỉ cho em cảm nhận đâu, cô ta bạo lực lắm luôn đó. Thôi đi Valerie. Và còn tệ hơn nữa là em trai của con ma đó đang cướp ba của em đi. Và dù ba của em có cố gắng giải thích ông ấy vẫn thương em ra sao đi nữa, em biết không phải như vậy đâu. Em không có hết thời gian và sự chú ý của ba nữa, mà em không thích chia sẻ đồ của mình. Giống chị. Chị nên ưu tiên cho hạnh phúc của chị thì hơn. Wow, lời khuyên của em trai đó hả? Bớt giùm đi Edward, chúng ta không hề quan tâm nhau. Với lại chị không thích em. Sự ưu tiên của chị chính là trách nhiệm với gia đình này, mà lẽ ra em mới là người phải lo lắng chuyện đó. Nhưng sau tất cả những rắc rối mà em đã gây ra trước đây, em đừng nghĩ là em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, chỉ vì lúc nào ba cũng bảo vệ em. Ra là vậy. Chị thấy ghen tị à? Vì chị không phải là con ruột nên chị cho rằng ông ấy thương em, luôn đứng về em bởi vì em là con ruột. Có phải vậy không? Em muốn nghĩ sao thì tùy em thôi Edward, chị không quan tâm. Mẹ à, con sẽ học hành cẩn thận mà, sẽ không xảy ra chuyện như hồi trước nữa đâu mà. Con cần phải đối mặt với nỗi sợ của mình và thoát ra khỏi chuyện đó. Con có thể dùng xe của ba để học, dễ điều khiển hơn đó. Bác Nick và ba sẽ dùng chung chiếc SUV. Ba rất vui với những gì ba thấy ở con bây giờ. Cứ làm những điều mà con đang làm đi, ok? Ba mẹ rất tự hào về con. Nhờ bài đăng của chị nên tụi em mới nổi tiếng như vậy đó. Em thật sự nghĩ là tụi em phải đóng cửa quán rượu rồi. Chị à, em nói thật lòng mà, em thật sự cảm ơn chị. Còn cơ hội để em với Edward quay lại không? Em còn yêu nó không? Còn chứ. Nhưng mà em cũng ghét anh ấy nhiều cỡ đó. Sao vậy? Chuyện dài lắm. Và chị có thể nghĩ là em điên, mà em đoán chắc là chị cũng nghĩ vậy thôi. Chị còn không tin ma có tồn tại nữa mà. Kể đi. Chị quá quen với chuyện xử lý đủ thứ điên rồ rồi. Em biết mấy chuyện xảy ra với Edward trước đây mà. Xin lỗi anh ơi, thêm 4 ly nữa. Cảm ơn. Thank you.
Josie. Anton, ông làm gì đây vậy hả? Sao bà giấu nó với tôi? Bà đang đi đâu vậy? Anton. 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 Xuống. Anton, làm ơn đừng làm vậy mà. Làm ơn đi Anton. Anton. Gì vậy hả? Bà còn không thèm hỏi tôi dạo này tôi sống ra sao hả? Tôi chỉ tới hỏi thăm bạn cũ của mình có ổn hay không thôi. Sao ông biết tôi đang ở đây hả? Chủ của bà, lần trước chúng ta gặp nhau ở cổng thiên đường đó. Bà đang nói chuyện với một người, là chủ nhà này đúng không? Rất tốt, 100 ngàn. Vẫn còn 200 ngàn đó. Không có tiền lãi sao? Nè, muốn đi ăn gì đó không? Chúng ta có thể đi chơi giống ngày xưa. Ông lại muốn làm cái gì hả? Giống như lúc làm tổn thương tôi sao? Làm sao mà bà không chịu tổn thương được? Bà luôn làm ầm ĩ lên. Em vẫn rất nhớ bữa tiệc sinh nhật này đó Robert. Cảm ơn. Thằng bé nó đã rất buồn khi mở món quà của mình ra, bởi vì nó không muốn có một cái máy tính, đúng chưa? Nó chỉ muốn có cây guitar. Vậy nên lúc đó anh đã ra ngoài và mua ngay cho nó một cây đàn guitar. Thằng bé hư thiệt, anh chịu hư nó rồi. Anh thấy vui vì cuối cùng em đã cho thằng bé theo đuổi ước mơ của nó sau 14 năm. Không, anh nghiêm túc đó. Cảm ơn vì em đã bước vào cuộc đời anh. Sao vậy? Không phải em mới là người nên nói cảm ơn anh hay sao? Bởi vì anh đã cứu em. Sao lại nói vậy được chứ? Phải đó. Bởi vì em đã quá tuyệt vọng rồi. Đời của em quá hỗn độn sau khi ba của Eileen bỏ đi và những người khác cũng rời bỏ em. Em đã nghĩ rằng chẳng có ai có thể yêu thương em. Nhưng sau đó anh đã xuất hiện. Em biết mà, em xứng đáng được yêu thương vì em là một người tốt. Và anh biết là anh chưa phải là người chồng hoàn hảo, nhưng em luôn chung thủy và thật lòng với anh. Và anh thực sự may mắn khi được gọi em là vợ và là mẹ của các con anh. Em yêu anh. Anh yêu em. Cạn ly. Quán chữa lành. Xin chào các bạn. Vào đi. Chụp bên đây đi, tôi kể nha. Chụp bên đây, chụp đây, chụp đi. Chụp lên nha. Chúng tôi hãy nghe kể là có rất nhiều chuyện. Nè đây, thì thôi. Tôi đâu có tin. Họ nhìn thấy một cái bạn biết đó. Quán nổi tiếng là gì à? Hả? Cái cái gì? Chụp đi. Trời ơi, đẹp quá trời. Bên này nè. Trời ơi, chụp đi nha, chụp đi nha, chuẩn bị nha. Một, hai, ba, bên ba. Cái chai. Tôi có coi. Cười lên, cười lên. Được đó. Đúng rồi, đúng rồi. Một, hai, ba. Tới lượt tôi. Đây, đây, bên đó. Coi nha. Trời ơi, đẹp quay ha. Đấy, đó tụi bóng cháu. Ôi, tụi bước xuống. Đừng có chuyện máu ở trên đó nha. Sao nó rơi xuống? Bên này, bên này, bên này. Rồi, đi, đi, đi. Đi, đi, đi. Đây, đây. Đây là nơi muốn ăn bốc cháy đó. Đẹp lắm, đẹp lắm. Đây, đây, chụp lại nha. Tôi chụp chắc. Bên này thú gì đó. Đây, đây, chụp tôi nữa. Bên này là một, hai, ba, được rồi. Ở trong đó rồi, đẹp quá. Đẹp quá, đẹp quá.